Chào mừng các bạn đã quay lại, giọng mình chậm, các bạn muốn hay hơn tăng chế độ 1.25, hay hơn thì 1.5 nhé, bộ nào hay thì để lại tên mình sẽ là... Từ vài năm trước, tôi 150. Đây là giây phút vừa nãy, có thứ gì đó rất quan trọng đối với mình đang nhanh chóng rời đi. Không hay rồi. Tế bà bất hủ im hơi lặng tiếng rồi, không còn tín hiệu nữa. Điều này lại càng nghi hiểm hơn. Mau nghe máy đi. Alo, mẹ. Mẹ với bố sao rồi? Không sao, con chỉ gọi đòi hỏi thăm vậy thôi. À vâng. Khánh Hòa, em đang đi học à? À được. Xin lỗi, số điện thoại mà bạn gọi là quấy. Nhưng mà tắt máy khi đang ở trong quần khu cũng là chuyện bình thường. Dù sao thì nhiều khi xuống những nơi như hầm mộ thì tín hiệu cũng yếu đi, không có nghĩa là đã xảy ra chuyện. Alo, có chuyện gì vậy Lão Tần? Lão Thánh à, cậu đang ở đâu vậy? À tôi xảy ra chuyện rồi, mau quay về đi, Đông Tuyết xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện gì? Anh từ từ nói cho tôi nghe. Cái gì cơ? Hầm mộ cái BSS mà họ vào có vết nứt, đã xảy ra bạo động, còn lấy cấp 10 cấp cao nhất. Chiến khu số 7, tôi lập tức quay về ngay. Đông Tình Tuyết, đợi tôi. Chiến khu số 7 gần hầm mộ cấp SS. Cậu chi viện ở chiến khu số 8 và số 6, bạo động cấp 10. Có trời mới biết là sẽ xảy ra thương vong lớn tới nhường nào. Chỉ có thể dựa vào chúng ta thì không thể được. Giờ bên trong hầm mộ còn có mấy đội ngũ? 8. Trong đó bao gồm đội của con gái rượu Lâm Vạn Vãn và tâm đệ tử Đồng Thắng Y của siêu việt Võ Thánh cũng chưa quay về. Phải làm sao đây? Chuyện này tôi đã giao quyền hạn chiến khu số 7 cho cậu. Tập hợp tất cả tương tình có thể tập hợp lại, đi xuống hầm mộ, tìm tung tích của hai người đó. Nếu như xảy ra sự cố gì, quân bộ chúng ta cũng không thể đỡ nổi Lôi Đình chi nộ cấp Võ Thánh đầu. Rõ. Các anh em, chuyến này sợ rằng là phải liều mạng. Đội thứ hai đi tập kết người khác trước. Tôi thứ nhất, chúng ta trực tiếp xuống đó. Báo cáo Trương Hoàng, Đồng Thắng Y bộ họ ở đó. Thật đúng là bộ họ. Mau, đi đây giúp. Mau mau kéo họ lên. Cùng mày mà hai người không sao. Nếu như không bọn tôi thực sự phải liều sống liều chết xông vào hầm mộ đang bạo động rồi. Không hổ là tam đệ tử của siêu việt Võ Thánh, không chỉ có thơ bình an từ hầm mộ trở về, còn cứu được ba tiểu đội tướng tinh thám hiểm hầm mộ. Đông Sư Huynh, anh bị sao vậy? Là tôi đã hiểu hai em ấy. Hình như là vì họ cùng nhau vào trong, có một người không thấy quay lại. Hả? Gì cơ? Lại, sao lại không nói sớm? Thông vận có hai đặc biệt là em gái ruột của Đồng Thắng Y. Là đại tá sĩ quan của chiến khu số 9. Lâm giật cơ mình, không phải nhân vật gơ gớm gì, chết thì chết vậy. Trên chiến trường làm gì có ai mà không chết, tông sư cấp 7 cũng thường xuyên gặp nạn, huống chi chỉ là một sĩ quan cấp tá. Chắc Đồng Thắng Y qua mấy ngày là ổn thôi, dù sao thì cũng là truyền nhân của Võ Thánh, đây cũng được coi như là tu luyện cảm xúc. Quý. Đồng Thắng Y ở đâu? Đây là ai? Đại tướng 11 sao như tụi không ngờ mới nhìn cậu ta một cái đã thấy khiếp sợ rồi. Đồng Thắng Y, rõ đi cho tụi. Đông Tình Tuyết đang ở đâu? Nói.
Em ấy Chi Tình Tuyết. Là anh đã đưa Đông Tình Tuyết vào trong đó, nhưng lại chẳng thể đưa cô ấy ra ngoài. Chuyện này anh bụng làm dạ chịu, dù cho anh là anh trai của cô ấy. Đông Thắng Y, không phải anh muốn cầu chứng qua đạo hay sao? Đợi tôi đưa Tình Tuyết quay về, tôi sẽ tự tì đánh gãy vỏ đồ của anh. Nè, còn muốn chết thì sao? Bảo đông cấp 10 này của hàm mộ cấp SS đó, mau quay lại đi. Cái tên đó chính là Lục Thánh.